À, xin chào anh chị. Hôm nay em Tân sẽ là giới thiệu cái mẫu là siêu xe Lamborghini là Huracan. Cái dòng xe này là bên em là về cái phiên bản nâng cấp lên từ động cơ 12V sang động cơ 24V nha anh chị. Và cái xe này trên thị trường nó có hai loại nha. Một loại là dùng bánh nhựa và một loại là dùng bánh cao su nha anh chị. Đây chính là cái phiên bản full luôn nha. Nó có luôn cái chức năng là drift nha anh chị. Rồi. Tốc độ của xe này nó có thể lên từ 10 km/h cho tới là đường đường trường nó có thể chạy là tầm cỡ là trên 10 km/h luôn nha anh chị. Nó phù hợp cho bé là gần 3 tuổi trở lên sử dụng nha anh chị. Xe này tốc độ cao nha. Rồi, ok, bây giờ em Tân sẽ là khui thùng, đập thùng coi cái phiên bản 24V này nó như thế nào nha anh chị. Anh chị xem nó đóng thùng là rất là đẹp nha. Ở hai cái phần đầu của cái thùng á, thì nó có chèn cái xốp nha. Ở trong xốp này thì nó có gồm những cái linh kiện như là cái cây vít, cái ống để mà mình vặn ốc nè, có cả gương chiếu hậu nè, đây, mấy cái nút chụp của bánh xe, với lại là cục sạc. Cái sạc này là 24V 1A nha anh chị. Và cuối cùng là cái điều khiển từ xa nha, khiển từ xa, nó đóng thùng rất là đẹp luôn nha anh chị. Cái này là cái cản ở phía sau nha anh chị, tất cả linh kiện thì nó đều nằm ở trong một cái bọc. Cái khung của xe mẫu Huracan này nó đối với cái bản 12V nó như nhau luôn nha anh chị. Giống nhau luôn, chỉ khác về động cơ mạch điện nè, với lại bình ắc quy. Khác về phiên bản bánh, cái bản drift này là nó có hai bánh cao su và hai bánh nhựa nha anh chị. Đây. Nếu như cái bản mà đây anh chị, bánh cao su nha. Đây, do cái bản drift nó phải xoay vòng vòng bánh trước á, thì nó làm cái ron này rất là dày để nó trơn luôn nha anh chị. Hai bánh cao su ở phía sau và bánh nhựa ở phía trước nha anh chị. Yên xe thì nó được làm bằng cái yên nệm da, mà đa số là một bé ngồi thôi, hai bé ngồi chặt nha anh chị. Ở trên kia nó có logo của Lamborghini. Ở đây anh chị, bình ắc quy này là 24V5 nha. Ắc quy này anh chị có thể nâng cấp lên là 24V7 cũng được luôn nha anh chị. Cái xe này, cái phiên bản nâng cấp nó thì nó sử dụng là động cơ 24V, động cơ 775 nha anh chị. Tốc độ nó lên tới là từ 10 tới là 15 km/h luôn nha. Tuy nhiên cái xe này là bé là ít nhất nó phải 2 tuổi nha, thì mình dùng điều khiển cho bé chơi. Còn mà bé mà tự lái được nó phải trên 2 tuổi nha anh chị. Nó gần 3 tuổi trở lên thì chơi ok nha. Rất là đáng để cho anh chị mà mình sưu tầm một cái xe là nằm trong cái phân khúc là xe tốc độ cho bé mình nó trải nghiệm. Mình cho bé tầm cỡ dưới 50 kg là sử dụng, con bé dưới 10 tuổi là chơi được cái xe này nha anh chị. Mình dùng cái cây vặn, anh chị vặn bánh sau mình vặn chặt lại hết, chứ mình có vặn sát cái luôn, có sức nhiều cứ vặn nhiều. Cái xe này, cái này cái đuôi sạc này, nó bị chặt ra, anh chị lắp vô đúng vị trí nha. Đây, mình cho vô đúng cái điểm. À, nó hơi cao, nó nằm vậy mới đúng nha anh chị. Đó, đúng vị trí nha. Ắc quy rồi. Đây thì cái này nó xe này nó có luôn cả hai cái bo mạch luôn nha anh chị. Hai bo mạch luôn nha. Màu đỏ vô nha anh chị. Ở đây. Xe thiết kế một bình nha. Ok. Ở ngay yên có hai con ốc chờ nè anh chị, tháo ra luôn rồi mình lắp cái yên lại. Lắp yên xe lại. Dây an toàn anh chị ấy đúng chiều nha. Rồi, ở sau nó có hai cái chốc. Rồi. Cho đúng vị trí anh chị bắt ốc lại là được.
Đấy, lắp xong rồi nha anh chị. Bây giờ lắp luôn cái bánh trước nha. Bánh trước thì nó có một cái lông đền trong và một cái lông đền ngoài nha anh chị. Để cái bánh xe mình nó không có bị lọt vào trong. Mình khóa lại vừa tầm nha anh chị. Cái bánh xe mình phải có cái độ xoay được nha, lỏng tí nha. Nó khác với bánh sau nha. Bánh sau thì mình siết chặt thì được tại nó có động cơ. Bánh trước thì nó trống. Đó, ok nha anh chị. Rồi tương tự. Còn bánh cuối cùng mình cũng làm như vậy luôn. Xong nha anh chị. Đây nó lắp đơn giản vô lăng với cản này. Ở trong cái vô lăng này nó có một cái quyển giới thiệu sản phẩm cũng như là hướng dẫn cách lắp ráp chi tiết luôn nha anh chị, chi tiết luôn. Đó. Rồi mình khởi động nguồn thử nha anh chị. Ở giữa nó kèn anh chị. Hai bên phải bên trái của cái vô lăng đó là chức năng drift, nó xoay ấy nha anh chị. Nó xoay cái này bên em sẽ có thời gian làm một cái video riêng ha, tại trên này không gian nó chặt quá, mình làm cái xe nó sẽ xoay vòng tròn không được nha. Đó, vào khớp luôn. Bây giờ cũng không còn gì nhiều hết, mình lắp luôn cái bốn cái chập nhựa của cái con ốc này anh chị để cho nó đẹp thôi. Cái điều khiển của Lamborghini Huracan nó thế này nha anh chị. Rồi. Cái này mình lắp pin vô. Kéo này ra. Đó. Mình sử dụng cái pin 3A nha anh chị, cái pin dùng remote của máy lạnh hoặc là remote của tivi, cái pin nhỏ nha. Khi mà mình lắp vô rồi á thì đóng nắp luôn nha anh chị. Cái này mình phải bắt sóng nha, kết nối điều khiển nha anh chị. Cái này sẵn rồi em tăng kết nối luôn. Để coi. Ở trên điều khiển này thì nó có một cái chữ hai cái nút bự nè, để em tăng kết nối thử lúc nào ha. Thử lúc này nha anh chị, cái nút mấy bên tay trái nha, ấn giữ nha. Ấn giữ luôn. Ấn giữ tầm 3 giây. Mình mở nguồn xe lên, thả ra. Thử xe đó ha. À được luôn nha anh chị. À, mình kết nối đúng một lần vậy thôi nha. Do xe nó mạnh quá. Bây giờ em Tân sẽ là quay cận cảnh cái bánh xe sau để anh chị mình xem coi tốc độ nó như thế nào ha. Thì em Tân sẽ test chức năng drift nha. Mình nằm trên vô lăng nè. Nếu như mà mình bấm bên phải á thì cái bánh xe bên phải nó sẽ xoay về phía sau và bánh xe bên trái nó sẽ xoay về phía trước để nó cái xe nó sẽ quay nha anh chị. Và tương tự mình bấm bên kia. Mình bấm ở bên trái vô lăng á, thì cái bánh phải nó sẽ tiến về phía trước và cái bánh bên trái nó sẽ di về phía sau để mà nó ngược chiều ha, để cái xe nó sẽ không có chạy nữa mà nó sẽ xoay nha anh chị, nó đảo chiều nha. Thì mình sẽ test thử cái động cơ ha, mình sẽ test thử ấn về phía trước nút tiến là tốc độ nha anh chị. Đó. Nó tăng tốc được, cái tốc độ này nó có thể lên tới là 15 km/h luôn đó nha anh chị. Cái xe này nó có 3 tốc độ, chữ S đây nè, một cái đèn nè, hai cái đèn nè, ba cái đèn nè. Ba cái đèn là tốc độ nhanh nhất nha anh chị, một cái đèn. Mình sẽ thử tốc độ chậm nha anh chị. Mình ấn cái đèn đây để nó sáng một cái đèn thôi, mình ra lui ha. Rồi, tốc độ chậm nữa thôi là làm cái dù luôn nè. Ôi dồi, đấy, tốc độ chậm thôi nha anh chị. Cái này là nếu mà lên tốc độ nhanh nó có thể lên là 15 km/h là có thật luôn nha anh chị. Ba bóng đèn này nó làm một cái dù luôn nha. Đấy. À đây, cái nút này là cái nút drift nha anh chị, cái nút bên phải nha, nút bên trái luôn nha anh chị. Hai nút này là hai chức năng drift nha, nghĩa là khi đầu tiên mình bắt sóng rồi thì hai nút này là chức năng drift nha. Mình bấm bên bên tay trái đó, nó xoay nha, xoay nè, ấn bên này lại nè,
Và tương tự ở trên vô lăng nó cũng như vậy luôn nha anh chị. Đó, ấn hai cái. Đó, nó xoay vòng tròn nha anh chị. Đấy, cái này dành cho mấy bé mà thích đua nha anh chị. Ngon quá. À, vừa rồi là em Tân thử test cái xe Lamborghini Huracan, một trong những cái dòng xe là chạy là siêu xe, là chạy nhanh và mạnh nhất hiện nay luôn nha anh chị. Tốc độ nó lên từ 10 tới 15 km/h ha, dành cho bé tầm từ gần 3 tuổi trở lên sử dụng nha anh chị. Đó. Anh chị quan tâm một trong những dòng siêu xe mà chạy nhanh mạnh khỏe, anh chị liên hệ số điện thoại Zalo 0975 190084, em Tân sẽ hỗ trợ tư vấn cho mình nha. Chào anh chị.